Ok, xin chào đến toàn thể anh em và bác đam mê lại quay trở kênh nhé. Rất là vui ngày hôm nay lại được lên trả hàng những anh em đã tin tưởng đặt hàng bên shop những khẩu Condo và Epic. Thì ngày hôm nay có Condo Z, Epic Quy Sói cấu hình tầm trung và một khẩu Condo U cấu hình cao. Thì lời đầu tiên cũng cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ba vị khách ngày hôm nay. Thì đầu tiên sẽ là khẩu Condo Z thẳng dài cấu hình tầm trung giá 5.500.000 của khách người Ngân Sơn Bắc Cạn. Epic Quy Sói mã 5.500.000 mã B41 của anh khách người Văn Bàn Lào Cai. B42 8.500.000 khẩu Condo U thẳng dài của anh khách người Di Linh Lâm Đồng nhá. Thì đây là ba khẩu mà em đã lắp ráp hoàn thiện lên, thì một video ngắn sẽ trả hàng đến những anh khách và giới thiệu đến cho anh em và bác cùng xem tham khảo. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm, có nhu cầu muốn chơi thì có thể liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại em để trên biển kia để mua bán nhé. Thì bên em vẫn nhận là lắp ráp củi gửi xe nguyên cây tất cả các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam cho anh em chơi. Em nào mà có nhu cầu muốn chơi thì có thể liên hệ cho bên em để bên em lắp ráp ok chuẩn chỉ cho anh em những cây củi về anh em đi săn cũng nhé. Thì bên em có hai hình thức gửi hàng cho anh em, một là gửi xe, hai là gửi ship. Gửi xe thì sẽ gửi nguyên cây, còn gửi ship thì gửi link phụ kiện cho anh em về lắp ráp. Và gửi về hình thức gửi ship này thì có một số tỉnh thành em sẽ không gửi được không nhá. Ví dụ như Bình Phước thì em nói luôn là em sẽ không gửi được gửi ship. Đấy, Bình Phước hoặc Thanh Hóa thì sẽ không gửi được ship cho anh em. Nên anh em phải thông cảm. Những cái tỉnh thành đây anh em sẽ phải nhận xe. Nhận xe thì anh em sẽ nhận nguyên cây, đóng làm một gói hàng. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán thì em sẽ phụ thêm tiền cước. Miền Bắc thì phụ 300, còn miền Nam thì phụ 5-700 ngàn tùy khu vực. Chỗ nào mà tuyến thuận xe thì 500, còn không thuận thì gửi về huyện về xã ăn 700-800 ngàn các bác nhá. Đấy, anh em mua bán thì cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi, xong rồi anh mua. Súng ống thì nó có rất chi nhiều cấu hình từ rẻ tới đắt, mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền khác nhau. Ví dụ như cây 5.500.000 này mà anh em lắp cái kính cao tiền hơn một chút thì nó sẽ cao tiền hơn, hoặc ví dụ anh em lắp cái cành loại 1 thì nó sẽ cao tiền hơn. Đấy, nên anh em phải hiểu một vấn đề như vậy nhé, chứ đừng nhìn qua vẻ bề ngoài làm gì. Một cây này thì hiện tại em nói luôn là cấu hình ở đây thì cái cành thì em đang lắp cành loại 2, còn ví dụ anh em lắp lên cái cành loại 1 thì sẽ phải thêm 1.000.000 nữa thì để lắp cái cành loại 1. Còn ở đây thì đang lắp cành XM8 loại 2 cũng nhá. Đấy, tiền nào của đấy, cấu hình như nào thì em sẽ báo luôn cho anh em là như vậy, không có cái vấn đề mà lắp loại 2 mà em báo loại 1 cũng nhá. Về anh em kiểm tra check hàng bên em, nếu mà loại 2 em báo lại một mà lắp loại 2 thì anh em có thể liên lạc được đổi trả không nhá, số điện thoại liên lạc chính của em kia. Đấy, còn về một khẩu Condo Z cấu hình 5.500.000 như thế này, bên em bao cho anh em vụt mồi cự ly là 60-70 m là chuẩn tâm, 100 m anh em vẫn có thể là đem trúng hộp đạn như thế này các bác nhá. Đấy, còn ngoài 100 m anh em săn cò vẫn ok. Đấy, thì cấu hình ở đây em đang lắp cho anh em một bác đó là bình thì sẽ là bình nhôm đích tròn nhá, 0.35 này. Van Z cờ đi kết bản chuẩn công ty này. Đấy, đã qua xử lý và làm lại bên em này. Cô bô khung vuông, tay cầm gỗ, sơn đen cho anh em. Tay cầm này thì anh em có thể đổi sang tay cầm vàng tùy nhá, không thích màu đen thì đổi tay cầm vàng. Giảm âm sumo định tâm nền khối, cành XM8 loại 2 cho anh em. Đấy, và em nói luôn là cành nào thì hay như thế nào thì em báo cho anh em như vậy. 8 khương loại 2, kính ngắm Dico Verdi VTR 4-16-42 AOAC có đèo tâm cho anh em ngày đêm. Một cây hoàn thiện như thế này là 5.500.000. Anh em nắp cành loại 1 thì thêm 1.000.000 đấy, giúp shop thì tiền nào của đấy thôi. Anh em nắp cành loại 1 thì cái cành loại 1 thì anh em có thể chơi được 30-40 cân kẹo, nhưng cành loại 2 thì em chỉ chơi được khoảng 15-20 cân thôi, nên anh em phải hiểu nhé. Đấy, tiền nào của đấy và cấu hình như thế nào em báo luôn cho anh em, loại 2 nhưng mà vẫn bao chuẩn chỉ cho anh em và bác chơi nhé, chứ không phải loại 2 mà không chơi được các bác nhá. Tiếp theo là mã B41 5.500.000 một khẩu Epic đây. Thì cái này thì anh khách yêu cầu lắp van đờ em công ty lún chỉnh áp ngoài nhá, thì rất lâu rồi em cũng không làm về cái van đờ rem này. Đấy, nên khách yêu cầu lắp van đờ rem để chỉnh áp ngoài, em có lắp van đờ rem cho khách đây. Và combo thì là combo quy sói bám cấp rút A này, bình nhôm đít bằng 0.35 này, giảm âm Gentech, cành XM8 loại 2, kính ngắm Dico Verdi VTR 4-16-44. Đấy, tiền nào của đấy nhá, 5.500.000 một khẩu Epic thì anh em chỉ chơi cành loại 2 thôi, còn cành loại 1 cái cành của nó sẽ là 2.000.000. Thì nhiều khi là anh em phải sở thêm bù tiền vào thì mới chơi được cành loại 1. Đấy, van đờ đem công ty loại 1 này. Đấy, cho anh em 5.500.000 khẩu Epic này, ba chuẩn chỉ 60-70 m là chuẩn tâm, lụm chim chào nào 100 m sang cò. Tiếp theo là mã B42. Mã B42 này là một khẩu Condo U anh em nhá. Em xem này. Đây.
Condo U cấu hình khá. Cây này thì hiện tại em đang lắp ở đây đó là bình, thì sẽ là bình nhôm đít tròn 0.35 cho anh em. Van cờ đi kết khớp U chống xì. Combo khung vuông, tem, tay cầm gỗ mun đặc sơn liền khối cho anh em và các bác. Giảm âm sumo định tâm liền khối. Cây này thì hiện tại đang tại đi cành đó là cành XB8 loại 1 cho anh em, 80 tuyến, có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung. Bao chuẩn chỉ cự ly là 100m lắp chai C2. Ngoài 100m anh em có thể sang cò cho anh em. Ruột bằng lồng tay kéo chung gãy. Lò xo thửa của bên em cực kỳ là khỏe. Em đang lắp lò xo đó là 1.6 cho anh em bác nhá. Kính ngắm Discover đi hàng HS chống rung chống giật, chống nhảy tâm. FFP có đèn hồng tâm cho anh em chơi. Đấy, kính HS thì cực kỳ đẹp nhá. 8.500.000 mẫu này. Bao chuẩn chỉ cự ly là 100m chuẩn tâm. Ngoài 100m anh em có thể sang cò. Anh em nào mà muốn thay thế bình carbon thì thêm tiền. Em sẽ lắp bình carbon cho anh em, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 9 triệu đồng một chút các bác nhá. Đấy, còn hoàn thiện cấu hình như này là 8.500.000 cho anh em một bác chơi. Thì ba khẩu này ngày hôm nay em sẽ trả hàng đến 3 khách. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn chơi thì cứ liên hệ cho anh em. Thì ngày nào cũng ra video giới thiệu và trả hàng cho anh em đã tin tưởng và hàng bên shop các nhá. Nên anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ liên hệ cho anh em. Đây. Thì vẫn đang lắp ráp cho anh em đây. Đấy, nhân viên vẫn đang thì ngoài lắp ráp củi cho anh em bác đây. Đấy. Nói chung là ngày nào cũng đây. Condo chuẩn bị lắp ráp đây. Condo mini này giá 3.500.000 thôi. Đấy. Em nào muốn có nhu cầu muốn chơi thì cứ liên hệ cho bên em nhá. Thì video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo nhá.